Xin chào tất cả quý vị các bạn đang xem video. Đấy. Thì đây là lớp học tennis buổi tối thứ ba thứ năm. Thời gian từ 18 giờ đến 20 giờ tại sân tennis C13 Biên Phòng số 1 Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cái sân nằm ở vị trí rất là đẹp. Sân nằm ở dưới chợ Tân Thuận và dưới gầm cầu Tân Thuận. Sân tennis có 3 sân. Mới sơn lại rất là đẹp. Và sân sát vào sông luôn. Đấy, một trong những cái view. Đấy, đây là view ở trong sân thôi, 3 sân. Còn đây là bờ sông này. Khu này thuộc địa quận 7. Đấy, bờ sông rất đẹp. Còn đây là nhìn tòa nhà xa kia là Vinhome. Đấy. Về hướng bên này là quận 1. Đấy. Bờ sông này rất đẹp, sân rất thoáng và mát nhé. Rất đẹp. Đây có 3 sân. Rất tuyệt vời. Đây là học viên mới học, sau khi hết giờ thì anh em tự chơi. Đấy. Oh, chào.